À, xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của Thạch. Kênh YouTube của Thạch là một cái kênh chuyên nói về xe thì, và Thạch luôn sẵn sàng giúp đỡ những anh em đam mê, giúp đỡ những anh em đam mê thực hiện những cái đam mê của mình. Và hôm nay Thạch làm clip này gửi đến cho anh em là muốn gửi đến cho anh em hòa cùng một niềm vui của một người anh ở rất là xa xôi, ở tận Khánh Hòa, Nha Trang, vượt 772 km để vào vùng đất này thực hiện cái đam mê. Và không ai khác đó là anh Thạch giúp cho anh ta thực hiện cái đam mê, anh Thạch rất là vui. Và các bạn cùng anh Thạch chia sẻ niềm vui đó với anh, và anh Thạch sẽ giới thiệu người anh đó trên cái clip của anh Thạch cho anh em được biết ảnh. Đây, xin mời anh Hoàng có thể về câu với anh em. Đây, hôm nay là chúng ta làm một cái niềm đam mê rất lớn của mình mới đến được với anh Thạch. Cũng đó là một cái sự tình cờ, cũng xem clip rồi bắt đầu mới biết được. Những niềm cặn clip này cũng nói luôn, niềm đam mê cháy bỏng hôm nay mình mới thực hiện được. Và điều đó mấy lâu nay không thể làm được, để từ hôm nay mình đã có thực hiện được nó rồi. Thì cũng thành thật mà nói, chắc cũng đã có duyên với thành thật mới đến với được thành thật. Nên các bạn nào cũng có chung niềm đam mê thì hãy cố gắng thực hiện nó và gìn giữ nó và đam mê cho đến khi nào mình thực hiện được thì thôi. Và cái việc này ở đây mình đã thực hiện được, và chiều nay là mình sẽ đưa em này về Khánh Hòa. Và các bạn hãy tin mình đi, hãy đến với Thanh Thạch, các bạn không bao giờ đặt niềm tin sai chỗ đâu. Chào. Đó là những lời chia sẻ thật tình của anh Hoàng. Tuy rằng á, anh em đã liên hệ với nhau qua Zalo, Facebook và điện thoại trực tiếp rất nhiều lần, nhưng hôm nay thật sự Thanh Thạch với anh Hoàng mới có dịp gặp nhau. Nhưng mà một người ở tận Nha Trang và anh Thạch ở Hà Đông. Cái duyên của Thạch và anh Hoàng đến với nhau thật là tình cờ. Thạch không nghĩ và anh Hoàng cũng không nghĩ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Và chiếc này là chiếc Xibo 99 của anh Thạch mà gửi đến cho anh em trên những clip trước. Tiếng nổ rất đều, xe rất ok. Và do cái đam mê của anh Hoàng cho nên anh Thạch phải nhường lại con này cho anh Hoàng để mang về Khánh Hòa, Nha Trang làm kỷ niệm và gặp lại thôi. Thì sau những lời chia sẻ của anh Hoàng thì giấy tờ Thạch cũng đã làm cho anh Hoàng xong xuôi. Bây giờ anh Hoàng chỉ có việc nhận xe và xem xe. Đây, đây bộ hồ sơ xe mà Thạch đã làm sẵn cho anh Hoàng cũng sẵn. Anh Hoàng chỉ vào đây đúng một ngày, được một ngày và nửa ngày và một đêm chứ. Thì hồ sơ Thạch đã lo sẵn cho anh Hoàng hết rồi, anh Hoàng chỉ việc về nhập vào là ok thôi. Thì đây, xin chào cho anh. Đây, một lần nữa mình xin nói với các bạn trẻ, nếu có lòng đam mê thì hãy cố gắng thực hiện nó và hãy nhớ đến với Thanh Thạch không bao giờ xa. Cái đó là sự tin tưởng của anh Hoàng đặt cho anh Thạch. Anh Hoàng đã đặt, anh Hoàng đã làm được, thực hiện được cái đam mê. Còn các bạn thì sao? Nếu các bạn muốn thiện đam mê một cách thật là tốt, không ngại khó khăn, không lo nghĩ về điều gì, về chiếc xe, về giấy tờ, thì hãy đến với Thạch. Anh Thạch sẽ lo cho các bạn từ A tới Z. Nếu anh em nào có thiện chí muốn đến với Thạch như Hoàng thì tí nữa cái clip up lên thì ở dòng dưới Thạch sẽ cho số điện thoại của Thạch, Zalo và số điện thoại của Thạch ở dưới. Nếu anh em tin tưởng với anh Thạch, đến với anh Thạch thì hãy gọi số dưới rồi. Thì nếu kết thúc chương trình cho anh em xem anh Hoàng thử cái chiếc xe của mình, cũng như là cái tướng mã, con tướng mã mà đó mình đã bỏ thời gian, bỏ công sức vượt 772 km vào đây nó như thế nào, thì mời các bạn hãy nghe nhé. Anh nẹt gì, anh em không có phê đâu, mặt nẹt đi, anh phải nẹt gì nè, nó mới phê.
vô là phải nạt chị nó mới chơi. Nghe là đã tê tái rồi. Đó, cái sự mà đam mê và cái tê tái là nó nói vậy đó. Đúng rồi. Mà ngàn lời em nói cũng bằng làng khó xì bo này nó cũng vậy đó. Rồi, anh Hoàng nó thực hiện đam mê. Anh em đã thực hiện được chưa? Nếu muốn thực hiện hãy đến với anh Thành. Rồi, xin chào anh em.